Về phía một vai trò của một người phụ huynh đó, khi mà tôi xem qua bên truyền thông á, thấy một cái hình thức này đó, tôi rất là đau lòng mà rất là thương cho bé gái đó. Vì khi mình nêu tên một em trên sân cờ mà mình tuyên dương á, nó khác hẳn hoàn toàn cái tâm lý là mình kỷ luật, phê bình. Không những học sinh ở trường đó biết, mà học sinh trên toàn cầu đều biết. Cái hành vi, có thể mình nói hành vi xấu xa của một con người, mà nhất là trẻ con ngày hôm nay. Mà nếu mình làm như vậy đó thì vô hình chung là chúng ta đang cổ xí dùng nhiều người để đánh hội đồng một em như thế, mà đó là một đứa trẻ. Mà ngay trong môi trường giáo dục thì tôi nói thật sự là làm cha mẹ mà đọc cái thông tin như vậy đó, tôi rất là xót xa. Thì chúng ta thấy rồi, nếu như mà xử lý một cách đúng quy định của pháp luật, xử lý mà mang tính nhân văn đó, thì không dẫn đến cái hậu quả em này tự tử. Cái hành động em này tự tử là cho thấy cái việc làm của nhà trường, của người lớn là sai hoàn toàn. Chỉ một cái hành động đó thôi là chúng ta thấy là mình đã sai. Mà nó sai với cái thông tư 32 của Bộ Giáo dục vừa ban hành. Và cái điều đó là nó dẫn đến một cái sự bức xúc. Nó mang cái tính gọi là làm sai làm trái với pháp luật. Làm sai làm trái với pháp luật. Mà cái hậu quả đó tôi cho rằng là cũng may là đội ngũ thầy thuốc kịp thời để cứu chữa. Nếu không thì sự việc đó sẽ khủng khiếp lắm. Sự việc đó sẽ khủng khiếp lắm. Thực tế giáo dục một con người, nhất là giáo dục của trẻ đó, nó có nhiều cái cách để mình giáo dục, để một đứa trẻ nó trưởng thành trong một cái môi trường rất là an lành. Nó nhiều cái biện pháp lắm. Mà biện pháp dẫn đến kỷ luật là một biện pháp là tận cùng của một sự gọi là không còn giải pháp nào đó, thì chúng ta mới xài tới cái hình thức đó. Nhưng mà tôi nghĩ mình làm công tác giáo dục, một nhà quản lý, thì đối với một trẻ con thì cái chuyện mà một người cha, một người chú, một người cô, một người thầy giảng dạy, la rầy, góp ý cho một đứa trẻ không khó. Cái quy định, cái thông tư của Bộ ra về các cái mức xử phạt học sinh vi phạm là chúng ta sử dụng cái đó là để giáo dục học sinh. Để mức độ vi phạm nào chúng ta giáo dục như thế nào, chứ không phải là để mình sử dụng cái công cụ đó để làm cho các em nó tổn thương về mặt tinh thần. Phải hiểu hoàn toàn sai cái đó. Mà cái thông tư đó, thông tư 32 là để dùng chúng ta để giáo dục học trò, chứ không phải dùng để kỷ luật các em, để các em ở mức hình phạt nào. Đó là cái mà chúng ta phải thấy là cái tính nhân văn của một cái thông tư. Chưa nói đến là cái tấm lòng của người thầy, là một kỹ sư tâm hồn, là mình đã thiết kế tâm hồn cho đứa trẻ, thì chúng ta phải có những cái biện pháp làm sao cho một đứa trẻ nó đến trường, nó một ngày vui, nó đến trường nó cảm thấy ngôi trường bình an, nó đến trường thấy mọi cái lỗi lầm của nó đều được thầy cô dạy, chia sẻ, để rồi các em nó tiếp tục đi tiếp. Mình phải giáo dục một con người là như thế. Tôi khi mà truyền thông đưa tin tiếp cái vụ mà cô giáo chủ nhiệm tiếp tục đăng cái tin mà trong khi đó em nó đang nằm cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 đó. Tôi thật sự là tôi không hình dung đó là một cô giáo. Tôi nghĩ rằng là bên bờ vực của sự sanh tử của một con người, nhất là người Việt Nam của chúng ta, luôn luôn trân quý những thời khắc đó. Nhưng mà cô chủ nhiệm lại đưa những cái dòng trạng thái để bình phẩm về cái việc mà đó. Tôi cho rằng là đây là kẻ thù. Đây là kẻ thù. Chứ không còn là tình thương hay tình thầy trò, hay là trên hết là một người mẹ thứ hai ở nhà trường. Thì cái hành động đó của cô giáo đó, tôi cho rằng là không xứng đáng là một người làm trong cái ngành giáo dục. Không thể có một người làm trong ngành giáo dục, mà nhất là một cô giáo dạy môn văn nữa. Cái môn văn tự thân nó là đào tạo cái tính con người, cái tính nhân bản của con người nó rất nhiều. Văn là người mà, nhưng mà cô lại đưa mượn những cái lời học danh của mình, cái chuyên môn của mình để gửi gắm, để cho em nó phải chết. Thì tôi thấy cả xã hội đang bức xúc. Các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học từ mỗi tầng lớp đang bức xúc về cái hành động của cô giáo.
chủ nhiệm, thì tôi cho rằng cô không còn xứng đáng là cô của ngành giáo dục nữa. Tôi trải qua được nhiều trường rồi mới về đây làm hiệu trưởng. Nhưng hãy nói là trường trung học phổ thông Nguyễn Du của chúng tôi đó, học sinh rất ngoan. Thì thôi tôi không có bàn về cái chuyện học sinh nó ngoan. Nhưng mà trong những quá trình đi công tác ở khi mà chưa làm cán bộ quản lý đó, thì tôi cũng có rất, tôi được cái may mắn là được nhà trường giao chủ nhiệm những cái lớp mà học sinh lưu ban, học sinh cá biệt. Thành ra tôi thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên đối diện với những cái nghịch cảnh của học trò mình xảy ra. Nhưng mà tôi có một cái quan điểm rất là đơn giản, mình là anh, là cha, là chú, là thầy. Vậy mình là luôn luôn bảo vệ học trò mình. Mọi yếu tố gì phải là mình, chứ cũng không nghĩ đến phải có phụ huynh. Và tôi đã giải quyết hết tất cả mọi việc đó là khi phụ huynh hoàn toàn, có nhiều huynh cũng không biết, nhưng mà mọi vấn đề tôi giải quyết đều là tốt đẹp hết. Gì tôi đứng vào hoàn cảnh mình là giống như là mình đại ca, là sư phụ của đó, thì mình phải lo hết tất cả. Thì khi đó học sinh nó nghe lời lắm, để mình làm những cái điều mà các em nó cảm thấy có một người ở bên cạnh. Có cái sai mình cũng cho biết cái sai, nhưng mà đằng sau cái sai đó là mình phải kéo một em học sinh nó trở về, vì nó còn nhỏ. Bây giờ trong nhà trường nếu mà mình không chứa cái em đó, mà mình đẩy em nó ra bên ngoài nhà trường, thì ở bên ngoài xã hội thì bao nhiêu cám dỗ. Có phải là mình vô tình mình đẩy học trò mình đi ra bên ngoài để nó hư thêm không? Vậy tại sao chức năng giáo dục của mình không phát huy hết cái vai trò của người anh, người thầy, người chú, người cha, người đại ca, người thủ lĩnh? Mình có biết bao nhiêu cái vai trò của mình, tại sao mình không tận dụng hết để mình cứu giúp một cuộc đời của một học sinh? Nó có những lần lỗi lầm đó, mình phải tha thứ chứ, phải bao dung chứ, nhưng mình phải có biện pháp giáo dục.